mình tiếp tục mình lên núi sang tìm những cái cây coi phôi lên xanh về làm bonsai chơi. Thì bây giờ là 7:30 mình đã có mặt trên núi, đã đến địa điểm để tìm. Hiện giờ là đang đứng trên núi cao nha mấy bạn. Đó, dưới đó là vực thẳm nha mấy bạn. Đây, mới sáng vô mình cũng tìm được một gốc này. Gốc này là gốc hai thân. Đây, gốc này gốc hai thân. Đứng bên sườn núi, cây lên khá cao nha mấy bạn. Đó. Thì bên kia cũng có một gốc ba thân nữa. Đó. Đang tay mình chỉ á, đó mình đào gốc này xong rồi mình lại đằng đó mình coi thử. Thì địa hình này rất là khó đi nha mấy bạn ơi. Hôm bữa mình cũng đi một chuyến ở chỗ này rồi nhưng mà địa hình khó quá, không thưa quay lại. Hôm nay cố gắng quay lại cho mấy bạn xem. Đó, núi cao. Đây, gốc này một cốt hai thân này. Bước đầu xác định là cây dáng phụ tử mấy bạn ơi. Đó. Để mình lái lên mấy bạn ha. Đây, lên luôn nè mấy bạn. Lên sau khi đào lên thì mình nhận định cái gốc này thì mình hạ chơi lung, hạ thấp chơi lung nha mấy bạn, không có đưa cao làm dáng phụ tử nữa mà hạ thấp. À, cây này nó có hai cây chân rễ xuống đây rất là ok luôn, về mình sẽ dọn bỏ hết mấy cái rễ trên này đó. À, có nhìn chút đó, hai chân rễ mấy bạn thấy không? Đây, mặt này đây, đây lại đây là nó tia ra thành hai chân xuống dưới này đó. Rồi, và mình đào cây bên kia xem như thế nào nè, cây bên đó. Đây là cây thứ hai này mấy bạn. Cây này thì có mấy anh em trước đi họ đã môi rồi nhưng mà họ chê, giờ hết cây rồi mình đào về mình chơi luôn cho biết sao giờ. Đây. Đó. Đó. Rồi để mình khai quật nó lên cho anh em chiêm ngưỡng ha. Lên rồi mấy bạn ơi, gốc này ba thân giang bay, đế cũng ok. Đây, cây đây mới cậy lên nó được cái rễ mấy bạn ơi. Cây này thì mình đã đánh giá được cái rễ quái này đó. Có một cái rễ rất là quái luôn, lắc lượng đó, mấy bạn xem này. Tạm được mấy bạn, chủ yếu cái rễ này nè. Rồi mình đi tìm một cây khác, đường đi rất là gian nan. Đây mấy bạn coi này, sâu thẳng dưới đó đó, rất là mệt. Bây giờ mình sẽ đi xuống hướng kia đó mình tìm. Nãy giờ đi rảo cũng khá là mệt đó mấy bạn, nhưng mà không thấy cái nào hết. Ở trước mặt bạn là có một cái cây lũa này rất là dài đó, nó nằm ngang này. Cây này
gần 3 mét á, lúa này cũng gần 3 mét. Này là hồi cái cây trực mà anh em họ cắt ở lấy gốc bó lại thân trên này. Đó. Dài luôn tới như này luôn tháng mấy bạn. Thân lúa. Nãy giờ đi ra cũng mệt quá, giờ ngồi nghỉ một tí mấy bạn ơi. Không thấy cây nào nữa. Tình hình bữa nay cầu về không khả quan mấy bạn ơi. Mệt quá. Mọi người yên tí mà mình đi ra tìm tiếp. Có mình sẽ ghi lại cho mấy bạn xem. Trên đường đi rảo mình bắt gặp một cái thân lúa nữa nè mấy bạn. Đây là một cái thân anh em họ cắt họ bỏ này cũng khá lâu rồi. Cái thân này ước chừng là hành thân tầm 29. Đây 29 cái tay mình nắm không hết nè mấy bạn. Đó. À, 9-30. Lên trên này nó tẻ, nó chia ra là thành 3 nhánh. Và cái này lúa tới đọt luôn mấy bạn. Đó. Ngày xưa anh em họ đi sang phôi, họ cắt, họ lấy cái gốc không, họ bỏ lại cái ngọn này. Đó. Quá dữ luôn. Lúa lên xăm. Đây là một cái cây này mấy bạn. Cây này lúa âm thân. Nó mốc.
nó có một cái rễ đi thẳng xuống, rất là quái, rất là đẹp luôn. Cái rễ này chúng ta có thể làm được một cái cây dáng nguyên nhân, lát rất là đẹp. Đó. Mình bò, mình moi xuống tận cùng luôn, tới chân rễ nó luôn. Đó. Tới đây thì mình sẽ cắt. Rễ này rất là đẹp. Đây. Phần mặt trên này là lúa nha mấy bạn, lúa âm. Lúa âm thân. Đây, lúa đây mấy bạn xem lúa này. Đó. Phần dưới là rễ quái. Cái cây sau khi mình đưa nó lên đây mấy bạn, ước tính là cái hố này mình moi sâu hơn 1 mét đó mấy bạn. Đây à, mình moi sâu hơn 1 mét để đưa cái cây lên đây, mấy bạn xem này, hố này à. Đây là cái cây của chúng ta này. Cây này có dáng bạc phong rất là đẹp. Đây là phần đế rễ. Đế rễ là chân nơm nha mấy bạn. Dáng bạc phong. Lên này có mấy cái chi nhỏ rất là thích hợp để chúng ta tạo dáng. Ở đây nữa. Mặt lưng là mặt lưng ngứa lên là mặt lúa, lúa ăn. Mặt lúa ăn nhầm vàng. Và đây là cái rễ, rễ dáng quanh nhân của chúng ta đây. Thân nó lát rất là đẹp, mấy bạn gọi nó lát này. Đó. Kim rễ như thế này cũng rất là hiếm, không phải là nhiều. Rồi, ở bên này có một cây cây quýt rừng này mấy bạn, gọi là chanh rừng. Đó. Đó, trước mặt mấy bạn, cây này lúa âm thân luôn, trái nó. Đây, nó có trái này. Đó, trái á. Lá này, lá như là chanh. Lá như là chanh nhà. Đó. Này kêu là chanh rừng. Này chơi bonsai cũng rất ok nha mấy bạn. À, không đó. Tiếp tục được một cái rễ quái nữa này mấy bạn, rất là đẹp đó, các bạn thấy không? Đâu môi lên thử. Em này à, lúa âm thân nha mấy bạn. Đó, lúa. Lúa âm thân. Chỗ này nó mọc kề cục đá luôn mấy bạn. Chân, chân, chân rất là đều. Đó, lúa âm thân nha mấy bạn, thấy không? Chỗ này hai cây. Đây một cây nữa chưa moi ra này. Cái cây này chưa moi thì mình định dáng là rừng trên thân mấy bạn. Cây nó nghiêng vậy nè. Đó, nó nghiêng. Lần này nó có mấy cái chi này.
đứng thang thang lên. Mình dự định cắt ở đây làm rừng đứng trên thân này. Làm rừng đứng thành thân đây, em nó đã lên rồi đây, chân cắn nó đầy đu luôn đó, lúa ấm thân này. Đây là dáng cây này mấy bạn, dáng cây đó. Còn một cây nữa, cây này không cho theo định hướng ban đầu là làm rừng thành thân được mấy bạn ơi. Ngồi xuống thì cái đế nó đi hướng khác rồi. Đây. Đế rễ đi một hướng khác rồi, anh không thể làm rừng trên thân được. Có một cái rễ đi vô vách đá rất là sâu đây, hồi nãy giờ chưa xong. Lên rồi này mấy bạn, phần này là dính trong đá nên cái bộ rễ nó dẹp lép, nhìn nó cười lắm mấy bạn ơi. Cây này mình định cắt làm hai, làm một cây giáng trực với một cây rễ quái. Đây, lên tới đây mình cắt hàng, đây mình làm một cây rễ quái, khúc trên thì nó vẫn có rễ mà làm cây giáng trực đó, rễ rất là dài mấy bạn. Này, cây giáng trực nó hơi nghiêng, mình cắt tầm 1 mét, hơn 1 mét đó. Để này thì làm một cây giáng trực này dư sống, quá trời rễ luôn các bạn ơi. Ở đây có một gốc lên sam hai thân. Cái này hành hoành mình ước chừng là 60. Đây. Hoành 60, hoành thân tầm, hoành thân mình nắm ngang chỗ này tầm 40 nha mấy bạn. Đây, nhưng mà cây này nó đã chết rồi. Còn trơ xương lại bộ lúa này. Đó, hai thân. Nó ngã xuống nó tét ra bên này một bên. Bên đây một bên đó, gốc này sau ngày xưa không ai phát hiện hết sao mà rất là tiếc mấy bạn. Đây hai thân rất là to nha mấy bạn, cây nu bướu, cây cao chừng tầm hơn 3 mét đó, chết nó ngã xuống thân lúa mấy bạn. Rất là to, chỗ này tay mình nắm không hết này. Đó. Nắm không hết tay. Chỗ này có cục biếu rất to, chừng 40 hành. Quá đã luôn. Quá tiếc luôn mấy bạn ơi. Giá mà nó còn sống mà hôm nay mình đi mình gặp thì thôi rồi luôn. Một cây hai thân. Đó. Chết nằm trơ gốc ra, quá tiếc, thật là đau lòng. Đây phát hiện một cây nữa mấy bạn, cây này giống dĩ là một cái rễ, ngày xưa họ đào cái cây đi rồi nó còn cái rễ, giờ trong quá trình lâu năm nó mọc lên, nó nứt lên nó thành cây lại. Đó.
Hy vọng cái rễ này là một cây dáng đổ. Kế bên là có một cái lũa này. Đó. Lũa này chắc là ngày xưa anh em họ đào ấy, nó còn dính lại, nó chết, nó thành lũa. Đây có một, đây có một gốc sơn trà. Lũa rất là khủng khiếp mấy bạn ơi. Sơn trà này dễ sống lắm nha mấy bạn. Dễ hơn lên xàm. À, mấy bạn có dàn lũa của nó này. Lũa nó cứng hơn lũa lên xàm luôn á. Lũa lên xàm và thời gian còn một đồ chứ. Lũa này là trường tồn nha mấy bạn. Lũa rất cứng. Đó. Sơn trà này làm bonsai rất là đẹp nha mấy bạn. Mấy bạn nào chưa biết cái dòng này thì nên tìm hiểu ha. Đây, bây giờ mình lấy gốc lên xàm này đã. Này là hai thân. Hy vọng là một cây dáng đổ. Mấy bạn coi cái chân mình đứng này. Chỗ này là sườn dốc đứng hơn 90 độ mấy bạn ơi. Này giờ mình tuột xuống dưới đó mấy lần rồi đó. Đó mấy bạn thấy quách chai không? Không thể nào mà đứng đào cái cây được nha mấy bạn. Ngồi là tuột, tuột luốc dưới đó luôn. Phải bò lên này. Rất là khổ chứ đâu phải ít sướng gì đâu mấy bạn. Đào cây đâu phải dễ đâu mấy bạn. À, phải moi lỗ đứng như thế này đây. Phải bình chân là như thế này đây. Không là ngồi nó tuột nó lăn xuống dưới luôn. Đây. Đây mấy bạn. Cơ bản thì nó cũng dần hiện ra. Hy vọng là một cái cây đẹp. Nó là một cây giang hiền mấy bạn ơi. Cây này không phải giang đổ, là giang hiền. Đây mấy bạn xem này. Đó. Đẹp chưa? Giang hiền. Mà múc vào chậu nó sẽ nằm như thế này nè mấy bạn. À. À, thành công mấy bạn ơi. Vậy là quá ngon này. À, bây giờ cũng trưa mình lên mình nghỉ ngơi ăn cơm. Rồi buổi chiều tiếp tục săn nữa. Đi cả ngày tối mới về mấy bạn ơi. Chiều nay sau khi nghỉ ngơi ăn cơm trưa đi ráo một hồi thì không tìm ra được cây lên xàm nào nữa mấy bạn ơi, hết rồi. Thì chiều nay bắt gặp được có một gốc sơn trà lũa đẹp thôi. Thì mình kết thúc cái chuyến đi ngày hôm nay bằng cái gốc sơn trà này. Đây, bây giờ mình moi còn được một ít thôi. Đây. Gốc sơn trà lũa rất là đẹp mấy bạn. Ha. Thì cũng đã nói cho mấy bạn biết rồi ha, sơn trà dòng rất là dễ sống. Đây lá của nó đây. Đó, lá sơn trà. Khi nó ra lọc non thì lá nó màu đỏ như lọc vừng vậy nha mấy bạn. Đó. Đây là lá sơn trà. Thì sơn trà chơi trái nha mấy bạn. Trái nó màu đỏ. Hoa thì nhỏ thôi, li ti thôi. Chủ yếu là trái, trái màu đỏ. Đó, lá nó này. Lúc ra lọc non thì lá màu đỏ. Rồi. Đây. Đây là cái gốc sơn trà nãy giờ mình đào, mình bư ra này. À, một bên lũa một bên sống nha mấy bạn. Bên này mấy bạn. Đó. Gốc này hành gốc tầm 40, hơn 40. Chân rễ rất là quái, chân rễ nơm.
lúa đây. Rồi, mình xin kết thúc chuyến đi hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong các bạn ủng hộ kênh mình hơn nữa trong thời gian tới. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like ha. Lấy động lực. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Hẹn chuyến đi tiếp theo nha các bạn.